Hey, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bikin TV nha các bạn. Hôm nay tiếp tục chia sẻ cho các bạn về cái vườn ớt của bà chị ở ngoài Hà Giang nha các bạn. Vườn ớt đũa, giống đũa, ớt đũa trái xanh. Ớt này thì chị nói là ăn nó ít có cay bạn, xào thì nó giống như xào thịt bò này kia, đồ ăn nó còn im ha. Thì ớt này thì hợp đồng với thương lái bên Trung Quốc đó nha. Hợp đồng chị mình trồng khoảng ta vậy, nên bà nói là chồng không hết lạ. Thì vườn ớt là đang được 2 tháng 10 ngày thì là bắt đầu thu hoạch nữa các bạn. Hiện tại bà chị đang thu hoạch, đang vào thu hoạch rất là nhiều nha. Bà chị mình nói là một ha, nếu mà đạt năng suất thì tầm khoảng 60 tấn nha cả nhà. Đó, thì giá hợp đồng là giá sàn đảm bảo giá là khoảng 60 rưỡi, thì có lên thì thương lái sẽ trả lên các bạn. Đó, thì chị mình đang trồng vụ đầu, năm đầu để trồng thí nghiệm các bạn. Này là ở trên Hà Giang nha cả nhà. Thì vườn ớt hiện tại thì có thấy là rất là đẹp, mặt trái dài 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 nhìn im quá à. Đó, thì bà chị mới quay, mới chia sẻ thì gửi cho mình, tặng mình mấy cái video này để chia sẻ cho cả nhà cùng tham khảo ha. Thì bà nói cái ruộng thì trải bọc nè, hơi hơi cỏ xíu. Thì gửi cho mình xem mà thấy trái rất là mê, nhìn nó dài 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 dài, cũng nhìn đẹp quá bạn. Thì ớt này hôm gầy chị đang thu hoạch, bạn đang bước vào thu hoạch. Thì một tuần hình như chị hái được tuần là tuần 2 lần ở cả nhà, thì thương lái bên Trung Quốc họ căng. Thì chị cũng có bán lẻ nữa các bạn, cái lẻ bán ra chợ bán nữa, lẻ ký dạng ra chợ bán, ai đặt thì mình mối á, thì mình bán các bạn, mình hái mình bán. Nó thì thường thì thương lái đang tuần nó sẽ sang lặng nó để thu hoạch nó để bán. Thì bà chị đang trồng khoảng 1 ha các bạn, khoảng 10 công. Nó chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem và tham khảo ha. Thì các bạn có thấy thích thích thì liên hệ với bà chị này để hợp đồng để trồng giống ớt này, mình thấy cũng hay hay nào, lạ lạ nè. Với mình thì chưa có giống loại này, thấy chưa có ai trồng chân á, tại vì ở đây cũng rất ít người mà mua mấy ớt này để ăn, thấy rất là ít, thì cũng không có đầu ra ổn nữa, nên ở đây cũng chưa có ai trồng. Chỉ thấy là ớt chỉ địa, thì ớt chỉ địa trái vàng vàng á, thì Sùng Châu thì có, còn ớt giống đũa này thì ở đây không, rất ít. Chỉ chủ yếu người ta trồng nhà, người ta ăn thì có, nhưng mà trồng bán thì mình chưa có thấy nha cả nhà. Đó thì chia sẻ cho các bạn mình xem và tham khảo ha. Rồi video này chia sẻ cho cả nhà về vườn ớt của chị mình ở Hà Giang các bạn, 1 ha các bạn. Video đến đây là hết, tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo ha. Rồi bye bye.